Tập 12. Đêm có hương, anh ngâm nga bài hát gì em? Anh đang làm gì thế? Quân Di về rồi sao? Thế nào? Căn phòng này cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Có phải rất lãng mạn không? Ai bảo anh dọn cái phòng của em hả? Chiếc giường đó anh chuyển đi đâu rồi? Còn những thứ này nữa, để làm gì? Đều là đồ của anh. Anh lấy đồ của anh trong phòng em, anh muốn làm gì hả? Quân Di à, thực ra anh muốn làm gì, em hẳn phải rõ chứ. Anh mang đồ của anh đi đi. Chuyển từ đâu tới thì chuyển về đó đi. Phương Giám Minh chưa nói chuyện với em sao? Anh ta đã đồng ý với anh là tìm em nói chuyện để giúp cho chúng ta làm quà. Anh ta chưa nói gì với em sao? Anh ta nói với em rồi, nói chuyện rất là vui vẻ, nhưng không liên quan gì tới anh hết. Cao Tự Tôn, sao anh lại vô duyên như thế chứ? Anh vô duyên là thế nào? Anh không hiểu gì cả Thẩm Quân Di. Tại sao bao nhiêu năm nay em không đồng ý kết hôn với anh chứ? Có phải Cao Tự Tôn anh phong luôn không? Có phải động vào con gái nhà người ta không? Có phải trộm cắp không? Nếu không xem không chịu kết hôn với anh chứ? Cao Tự Tôn, hai chúng ta tại sao không kết hôn? Nguyên nhân anh tự hiểu rõ. Anh không cần giả vờ không biết như thế. Mau dọn đồ đi cho em. Mang hết đồ đạc đi đi. Anh không đi. Anh không đi phải không? Còn một chuyện nữa, chính là chuyện của Niệu Niệu. Tại sao anh cứ ép con gái nhà người ta gọi anh là ba chứ? Có phải là quá vô duyên không? Tại sao lại là anh vô duyên? Những đứa trẻ đó mất đi cha mẹ, chúng cần sự yêu thương. Chúng thì chúng tình yêu thương, còn anh thì không được sao? Anh bớt bớt lại đi. Anh yêu thương thì lôi em vào làm gì? Động cơ của anh căn bản không hề tốt. Động cơ của anh không tốt. Em thì từ sáng tới tối cứ ở cạnh Phương Giám Minh, thì động cơ của em có tốt không? Em biết ngay là loại người vô sĩ nhanh, cứ động tí là nhắc tới Phương Giám Minh. Nhưng không sao cả, em đã quen rồi, em không quan tâm. Cho nên mà anh lập tức dọn đồ qua đi đi. Đi mau đi. Anh không đi. Có đi không hả? Em làm cái gì thế? Em làm gì vậy hả? Em... Ba Cao ơi, mẹ Thẩm ơi. Niệu Niệu. Niệu Niệu, sao con lại tới đây? Con đang chơi ở trong sân, nghe thấy hai người cãi nhau trong phòng. Hai người đừng cãi nhau nữa, được không ạ? Niệu Niệu. Niệu Niệu ngoan. Niệu Niệu đừng buồn nữa. Ba mẹ không cãi nhau nữa. Niệu Niệu, con đi khuyên mẹ đi, được không? Con đi đi. Mẹ Thẩm ơi, mẹ đừng cãi nhau với bố Cao nữa, được không? Cô bé ngốc, chúng ta đâu có cãi nhau, chúng ta đang chơi trò chơi thôi. Cười cái xem nào. Con xem, bông hoa đẹp như thế, cài lên tóc thật là đẹp. Có thơm không? Thơm ạ. Con cười một cái xem nào. Cười đi. Đi nào, ta đưa con ra ngoài chơi. Đi nào. Không bị nhiễm trùng chứ? Sức đề kháng của cậu khá tốt, vết thương phục hồi khá nhanh, không bị nhiễm trùng. Cậu cũng dũng cảm thật. Đến thời khắc then chốt, nói xông lên liền xông lên, chẳng màng tới sống chết của bản thân. Quân nhân không phải đều như thế sao? Lúc đó anh trai tôi không phải cũng vậy sao? Cậu nhắc tới mới thấy hai người cũng khá giống nhau đó. Dốc dáng cũng na ná, nhìn cũng giống nhau. Chỉ là anh ấy không đẹp trai như cậu mà thôi. Tôi mà đẹp trai sao? Chị đừng có khen tôi đấy. Có điều con người mà, ai cũng thích nghe lời khen. Chị khen tôi như thế làm tôi vui đó. Những gì tôi nói đều là thật mà. Quần áo bẩn của cậu để tôi mang đi nhé. Để tôi giặt cho. Không cần đâu, tôi tự giặt là được. Cậu đừng tranh nữa. Bây giờ cậu đang bị thương, khi cậu khỏi rồi thì tự giặt cũng được. Vậy cảm ơn chị nhé. À phải rồi, đủ trẻ sao rồi? Thuốc thang có đủ không? Xem tình hình bây giờ thì vẫn ổn, chỉ sợ là chưa quen khí hậu chỗ này thôi.
Được tôi lo là bệnh đậu mùa hoặc những bệnh truyền nhiễm khác. Lượng thuốc dự phòng của chúng ta thật sự là quá ít. Mỗi lần phía trên phát tiền cứu trợ, không lẽ không có một thuốc thang sau? Chắc là có đó. Có điều mỗi lần Trương Kiều Vinh lên huyện để họp, tôi đều hỏi cô ấy, thì cô ấy đều trả lời quanh co. Trương Kiều Vinh sao? Văn Hương, nào, ngồi đi. Có chuyện gì vậy chị Kiều Vinh? Chị cho em xem cái này. Cái gì thế? Kẹo hoa quả. Chị lấy kẹo hoa quả ở đâu ra thế? Chị lên huyện có chút việc nên mua về đó. Chị bóc cho em một cái nhé. Cảm ơn chị Kiều Vinh. Vậy em ăn nhé. Ăn đi. Ngọt không? Ngọt lắm ạ. Lâu rồi không được ăn kẹo hoa quả. Em sắp quên mất hương vị của kẹo hoa quả luôn rồi. Vậy chị không ăn nữa. Cho em hết chỗ này nhé. Em cất đi. Văn Hương, nào, cất đi nhé. Cho em hết. Cảm ơn chị Kiều Vinh. Chị đối xử với em tốt thật. Mỗi lần nhìn thấy chị, cứ như em được gặp lại chị ruột của mình vậy. Chị ấy cũng tốt với em như vậy. Có đồ gì ngon, đều nhường cho em. Chị đáng tiếc. Đáng tiếc là năm ngoái, lúc chị gái em sinh con, thì đã qua đời rồi. Được rồi Văn Hương, đừng buồn nữa. Nếu như em đồng ý, thì sau này em cứ coi chị là chị gái của em được không? Văn Hương, chúng ta đều là những người bỏ nhà ra đi. Không có ai thân thích ở bên cạnh. Sau này hai chúng ta sẽ dựa vào nhau mà sống. Em nhỏ hơn chị vài tuổi, chưa nhiều kinh nghiệm sống. Sau này có chuyện gì thì cứ hỏi chị. Chỉ cần em một lòng với chị thì chị không để cho em chịu thiệt đâu. Chị Kiều Vinh, chị yên tâm. Em nhất định sẽ đồng lòng với chị. Em đảm bảo chị bảo em làm gì thì em sẽ làm đấy. Em bé tốt của chị. Em đúng là em bé tốt của chị. Chị sao thế, chị Kiều Vinh? Văn Hương à, em nói xem con người chị thế nào. Vô cùng tốt ạ. Đối với người khác hay đối với em đều tốt. Chị cũng cảm thấy chị là người lương thiện, khá là tốt bụng. Nhưng chị cũng không biết đi tới đâu họ cũng ghét chị. Em không biết bình thường chị cô đơn thế nào đâu. Văn Hương, từ nay thì tốt rồi. Chị có được một người em gái tốt như em. Chị yên tâm, nên em chính là em gái của chị. Em sẽ coi chị như chị ruột của em. Em gái tốt của chị. Hôm nay chị rất vui. Anh Cao về rồi sao? Sao hả? Không muốn ở cùng tôi sao? Xem anh nói kìa. Chỗ chúng ta có bao nhiêu phòng, tôi còn không rõ sao. Tôi biết ngay anh sẽ quay về mà. Không phải tôi đang chờ anh sao? Anh nói xem anh dọn đi, cũng không nói với tôi tiếng nào. Tôi sẽ không đi nữa. Hai chúng ta chắc chắn sẽ ở cùng nhau. Vậy thì tốt quá. Anh làm sao thế? Sau khi vết thương của anh lành, thì anh có dự định gì chưa? Vẫn ở lại viện giáo dưỡng sao? Vậy tôi có thể đi đâu được đây? Trở về quân ngũ? Ra tiền tuyến giết địch không phải luôn là lý tưởng của anh sao? Không lẽ có người chỉ đạo anh từ đằng sau sao? Lẽ nào anh là người của đảng Cộng sản? Người của đảng Cộng sản tôi đã gặp rồi. Lúc chiến đấu vô cùng anh dũng, dám hy sinh. Tôi rất khâm phục bọn họ. Đáng tiếc tôi không phải. Dù anh có thừa nhận hay không, dù sao thì tôi thấy anh rất giống đảng viên của Cộng sản. Cho dù tôi là Cộng sản thật đi nữa, thì tôi cũng cho đó là vinh quang. Thôi đừng, không nói nữa. Tôi đi giặt quần áo. Anh nói xem một đấng nam nhi như tôi mà phải tự đi giặt quần áo. Chị Kiều Vinh, chị đang nghĩ gì đó? Em nói xem thẩm viện trưởng có chỗ chung với viện phó cao hay không? Em cũng không biết. Dù sao chị bảo em dọn qua đây, thì em cũng dọn qua rồi.
Theo chị thấy, dù họ có ở chung thì cũng là ở chai thôi. Thế nào gọi là ở chai ạ? Cô Thẩm Quân Di đó vốn không cho phép Cao Tổ Tôn động vào cô ấy, động vào chị ấy. Động vào chị ấy làm gì? Cô em gái ngốc của tôi ơi, em không hiểu thật hay là giả giờ không hiểu thế. Chạm vào không phải chính là chuyện giường chiếu nam nữa đó. Chị Kiều Vinh, chị đừng nói nữa, thật là ngại quá. Văn Hương, chắc em chưa trải qua chuyện đó với đàn ông. Chị Kiều Vinh, chị nói gì vậy chứ? Thôi không nói nữa, em gái chị là con gái nhà lành. Văn Hương à, chị thấy Đổng Gia Tường có ý với em đó. Đã bày tỏ với em chưa? Chị biết ngay mà, thằng nhóc đó khá là coi thường chị. Có điều con người nó cũng không tệ. Chị cũng thấy anh ấy không tệ sao? Cũng được đó chứ. Có điều có một người em phải đề phòng. Ai thế? Cao Tự Tôn. Anh Cao. Tại sao phải đề phòng anh ấy chứ? Em gái ngốc của chị ơi, em thấy mắt anh ta mỗi khi nhìn em đầy sự háo sắc, y như một tên biến thái, cứ như muốn nút chuẩn em vậy. Chị cho em biết nhé, cẩn thận đó, cẩn thận anh ta cắn em đó. Cắn sao? Có ghê gớm tới thế không ạ? Có chứ. Đàn ông ấy toàn là những kẻ biến thái. Chỉ có điều có kẻ biến thái nhiều, có kẻ biến thái ít. Cao Tự Tôn là loại vô cùng biến thái đó. Được rồi, em đừng lo lắng nữa. Có chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em. Chị Kiều Vinh, chị thật tốt. Em gái ngốc. Viện phó Cao, cậu tới giặt quần áo sau. Đúng thế. Bác sĩ Giả, đang giặt giúp cho ai thế? Phương đại đội trưởng, chân cậu ấy không tiện cho lắm, nên tôi giúp cậu ấy việc này. Tốt quá, giúp được người khác thật tốt. Xứng đáng được biểu dương, xứng đáng biểu dương. Tôi giặt xong rồi, cậu giặt đi. Cũng biết nịnh bợ gớm nhỉ. Sao không có ai nịnh bợ mình vậy chứ? Cứu tôi với. Mau chạy đi. Cứu tôi với. Tao cho mày ăn trộm này. Các anh làm gì thế? Làm gì mà đánh trẻ con thế? Anh là ai? Không cần anh lo. Những đứa trẻ này đều ở viện giáo dưỡng. Tôi là viện phó viện giáo dưỡng. Tôi không lo thì ai lo? Vậy anh không nên cho phép chúng vào trong vùng để trộm ngô chứ? Rồi dẫm đạp hỏng hết nông sản nhà người ta. Đúng là lũ trẻ hư hỏng. Trẻ con hư thì đúng là hư. Có sai thì đúng là có sai. Nhưng cũng không thể đánh chúng được chứ. Có chuyện gì thì tìm người lớn chúng tôi. Tìm anh. Được thôi. Bọn nhóc này dẫm đạp hỏng hết nông sản nhà tôi. Anh bảo phải làm sao? Hôm nay không dạy chúng một bài học là không được. Anh làm cái gì thế? Lại dám đánh con đây sao? Bắt hết chúng lại cho tao. Các cháu, mau chạy đi. Mau chạy đi. Về báo với mọi người. Nói với viện phó Phương. Mau về báo tin đi. Nói với viện phó Phương. Đi mau. Mấy đứa còn cười được sao? Là ai? Ai đầu têu trò này? Đứng ra nhận lỗi mau. Là cháu. Là cháu đầu têu. Lộ Dao, cô biết ngay là cháu đầu trò mà. Tại sao cháu cứ luôn đầu trò những việc này thế? Tại sao mỗi lần những việc trộm gà bắt chó còn là cháu đầu trò là sao? Cho cô một lý do đi. Viện giáo dưỡng chúng ta mới chuyển tới đây, cháu đã dẫn từng mẹ bạn đi trộm ngô rồi. Cháu biết cháu làm thế sẽ gây ấn tượng xấu cho người bản địa không? Cháu có nghĩ tới hậu quả không? Cháu cũng không muốn ăn trộm đâu. Cháu đói. Cháu cũng đói. Cháu cũng đói. Cô cũng đói vậy. Các cháu nghĩ chỉ có các cháu đói sao? Những người ở đây đều đói cả. Nếu ai cũng như các cháu đều đi ăn trộm ngô, vậy thì viện giáo dưỡng sẽ thành cái gì? Trường học của thổ phỉ sau hay là một xã đoàn của trộm giặc? Các cháu làm cô tức quá. Cô cho các cháu biết, sau này không được đi trộm nữa. Cô phải các cháu không được ra khỏi cửa. Ồn ào gì thế? Có chuyện gì sao? Lại gây ra chuyện gì đây? Lộ Dao đầu trò dẫn mấy đứa này đi ăn trộm ngô, hại cả Cao Tự Tôn bị bắt nhốt lại.
Ăn trộm đương nhiên là sai rồi, phải không nào? Nhưng dù sao, có ăn dẫn nhau là không có gì ăn. Nào nào, ai trộm thì người đó cầm đi. Sau này không được đi ăn trộm nữa, nghe thấy chưa? Đi về, đi về đi, đi về. Phương Giám Minh, hả? Hả cái gì mà hả? Sao anh dạy bọn trẻ kiểu đó? Anh làm vậy sẽ làm hư chúng đó, anh biết không? Lũ trẻ đói mà, không thể trách chúng được. Có trách thì trách chúng ta, không cho chúng ăn no. Vậy tôi cũng đang đói, tôi cũng đi ăn trộm sau. Cô xem cô bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi. À phải rồi, cô bảo Cao Tự Tôn bị bắt hả? Địa chủ Vương Vạn Phú đó, Cao Tự Tôn đánh nhau với người ta, có thể không bị bắt sao? Địa chủ Dương Vạn Phú. Vậy thế này, Tiểu Đồng, chúng ta đi gặp họ, bảo họ thả người. Dân, sao thế? Anh tưởng là quỷ viên trưởng tưởng sao? Bảo người ta thả người thì người ta thả sao? Ngồi xuống tìm cách đi. Tôi không phải quỷ viên trưởng tưởng, nhưng tôi bảo ông ta thả người thì ông ta không dám không thả. Cô có tin không? Anh bớt bốc phét đi. Được rồi Tiểu Đồng, đi. Cô cứ chờ xem. Dương Vạn Phú, mau thả tôi ra, mau thả tôi ra. Dương Vạn Phú, anh cũng to gan quá nhỉ. Có biết ông đây là ai không? Ông này là người của chính phủ phái tới. Mau thả tôi ra. Lão già, tên họ Cao đó hét mãi không thôi. Hắn nói hắn là người của chính phủ phái tới, còn đá mạnh vào cửa nữa. Phải làm sao đây ạ? Chính phủ trung ương phái tới, hắn đói tới mức sai lũ trẻ con đi ăn trộm ngô của ta. Cơm hắn còn chẳng có ăn, làm sao là người của chính phủ trung ương phái tới được? Chắc là hắn bốc phép thôi. Vậy cứ nhốt hắn như thế sao? Nhốt thêm mấy hôm nữa rồi tính. Đợi hắn không hét được nữa rồi, tới lúc hắn cầu xin chúng ta thì sẽ thả hắn ra. Mày dám nhốt ông đây sao? Được, ông đây sẽ cho các người. Nhốt lại thì dễ, thả ra mới khó. Ông đây không đi nữa. Ngô sư phụ, ông để cho lũ trẻ ăn những thứ này sao? Cháo loãng nấu với rau tạp sao? Như vậy không phải bảo chúng chờ cơm sao? Sắp hết đồ ăn rồi, trong kho cũng chỉ còn nửa bao gạo thôi. Ngày mai là hết lương thực rồi. Nghe nói ngày mai sẽ có hơn 100 đứa trẻ tới. Chị nói xem tôi lấy gì cho chúng ăn đây? Không phải chính quyền đã phát trợ cấp sao? Bây giờ đang bệnh đánh lũ Nhật, lấy đâu ra tiền cho chúng ta chứ? Lão già, uống chút rượu. Được, bà cũng uống ngụm đi. Nào. Lão già, bên ngoài có một sĩ quan dẫn lính vào sân, nói là muốn gặp ông. Anh ta tìm ta làm gì? Không nói, chỉ là nói nhất định phải gặp được ông. Thì bảo anh ta ở trong phòng khách chờ đi, ta sẽ tới ngay. Dân, đại đội trưởng, đại đội trưởng, sao ông ta vẫn chưa tới? Chào chỉ huy, đây là lão gia nhà chúng tôi. Ông là Dương Vạn Phú phải không? Xin hỏi chỉ huy, tôi là Phương Giám Minh, là tham mưu đội 31, quân đoàn 3. Quan nghênh, quan nghênh, quan nghênh. Nào mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Phương tham mưu tới nhà tôi có việc gì thế? Tôi tới trốc não quân lính đào ngũ. Trốc não quân lính đào ngũ. Anh trốc não lính đào ngũ, sao lại tới chỗ của tôi? Tham mưu Phương có phải nhầm lẫn gì không? Tôi không nhầm gì đâu. Tôi hỏi ông, bây giờ trong phủ của ông có phải đang nhốt một người tên là Cao Tự Tôn không? Có phải anh nói viện phó viện giáo dưỡng Cao Tự Tôn? Đúng, chính là Cao Tự Tôn của viện giáo dưỡng. Sao anh ta lại là lính đào ngũ được chứ? Lúc chiến tranh ở Từ Châu, anh ta cũng là một tham mưu. Sau đó khi lâm trận thì bỏ trốn. Bây giờ thượng cấp lệnh của tôi, lập tức cho anh ta về quy án.
Tôi có ở chỗ ông không? Đúng đúng, anh ta bị nhốt trong phủ tôi. Tôi đã bảo mà, người này tướng mạo gian manh, ánh mắt đầy sự hung ác, nhìn một cái đã biết không phải người tốt. Ông Dương à, tôi còn có nhiệm vụ phải làm, không nói chuyện phiếm với ông nữa. Mau, mau thả người đi. Vậy được, tôi dẫn anh đi. Đi nào. Ông Dương, sợ rồi sao? Ông nhốt tôi tiếp đi. Cậu là đồ lính đào ngũ, tôi không nhốt cậu thì cũng có người tới để xử lý cậu. Ai là lính đào ngũ? Ai là lính đào ngũ hả? Ông đừng có ngậm máu phun người, cậu chính là lính đào ngũ. Chính miệng Phương Tham Mưu nói với tôi, người ta tới để bắt cậu đó. Tham Mưu Phương, ông ta, im miệng. Họ Cao kia, nói dối dẫn gì thế? Đi mau. Tôi không, đi. Tôi không phải lính đào ngũ, nói linh tinh gì nữa. Đi mau, cậu chính là lính đào ngũ. Thằng ranh này chết tới nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng sao? Nào nào, cháu đây. Muốn ăn cháo nữa không? Cháu muốn thêm. Nếu nếu phải ăn thêm. Đây, cho cháu này. Cháu cũng muốn. Hết cháu rồi. Chắc là chưa no hả? Cũng tạm ạ, cũng no rồi. No rồi ạ. Rồi ạ, mới sáng sớm mà hai đứa nhóc cướp được có hai bát cháo loạn, làm sao mà no được cơ chứ? Anh ơi, em ăn no rồi, cho anh bát này này. Không cần đâu, em gái em ăn đi. Anh ơi, em no thật rồi mà. Anh ăn đi. Anh, mỗi người một nữa nhé. Được. Được rồi. Nhiều rồi. Nào ăn đi. Tôi cần anh tới cứu sau. Tôi cho anh biết, cho dù ông ta thả tôi ra, tôi cũng không thèm. Tôi muốn cho lão già họ Dương đó bài học nhớ đời. Anh muốn dạy cho ông già họ Dương đó bài học cơ à? Anh muốn cho người ta bài học gì? Để cho người ta sợ như thế nào? Anh bớt mấy câu chăm chọc đi. Dù anh có ý tốt cứu tôi, anh cũng không thể nói tôi là lính đào ngũ. Anh nói cái khác không được sao? Lính đào ngũ là gì thế? Hình như là nói viện trưởng Cao. Sao họ biết điều đó chứ? Bọn họ đang cãi nhau. Ở vùng này ông già họ Dương đó là một nhà giàu có, chẳng sợ gì cả. Con trai lớn là quan chức của đảng quốc dân, con trai thứ hai là cục phó cục cảnh sát. Dù anh là phía trung ương phá tới thì người ta cũng chẳng có sợ đâu. Tôi cứu anh là sai sao? Thế là thế nào? Tôi không nói anh cứu tôi là sai, nhưng tôi ghét cái kiểu anh nói tôi là lính đào ngũ. Anh nói cái gì khác cũng được, tôi cố ý vậy sao? Không phải vì cứu anh sao? Anh Cao Tự Tôn, em thật sự không thể chịu nổi nữa. Sao anh lại sợ người ta nói anh là lính đào ngũ như thế chứ? Em có ý gì hả? Ý em là anh là lính đào ngũ sao? Ai đào ngũ người đó tự biết. Bây giờ anh hiểu rồi. Kể từ khi anh tới viện giáo dưỡng, xem cứ lạnh lùng với anh như thế rồi. Bởi vì em luôn cảm thấy vì lúc ở Từ Châu là chạy trốn. Nhìn gì mà nhìn hả? Về làm việc đi. Đi, đi mau. Thật sự anh không hiểu nổi, tại sao em luôn không chịu bỏ suy nghĩ đó đi chứ? Có lẽ em vốn cũng không nghi ngờ anh. Em chỉ lấy sự việc này ra để công kích anh, để đạt mục đích mà em không muốn nói ra mà thôi. Mục đích mà em không muốn nói ra sao? Là mục đích gì? Trong lòng em tự hiểu rõ. Xin lỗi anh, thật sự em không rõ. Em hy vọng anh cho em biết một cách rõ ràng một chút. Anh Cao à, anh đang sợ gì thế? Anh không phải lính đào ngũ thì anh sợ cái gì chứ? Tại sao tôi lại lo sợ chứ? Được rồi,
Ý tôi không phải thế, không cãi nhau nữa được chưa? Đưa được người về là tốt rồi. Tôi cũng đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn gì đấy đi, được không? Tới nhà ăn đi, đi đi, đi ăn cơm thôi, đi thôi. Được rồi, đi thôi. Anh không đi chúng tôi đi nhé. Lát nữa qua đó nhé. Đúng là thần kinh mà. Em nói ai thần kinh? Các người mới thần kinh đó. Văn Hương, em nói xem tại sao Phương Giám Minh lại nói Viện Phó Cao là lính đào ngũ chứ? Anh ta đâu có trông thấy, sao anh ta lại nói bừa như vậy chứ? Chị Kiều Vinh, chắc chị chưa nghe rõ rồi. Phương đội trưởng không nói Viện Phó Cao là lính đào ngũ. Ý anh ấy là anh ấy giả vờ đi bắt lính đào ngũ, vì thế mới cứu được Viện Phó Cao. Cao Tự Tôn cũng thật là, không nhắc tới hai chữ đào ngũ thì thôi, cứ nhắc tới là phát rồ lên. Không phải là chột dạ hay sao? Theo em thấy, anh ta đúng là chột dạ. Văn Hương, Văn Hương, ý em là sao? Em chẳng có ý gì cả. Chị nói xem, nếu anh ta không chột dạ thì sao sợ người ta nói mình chứ? Không đúng, Văn Hương. Có phải em biết điều gì không? Em thì biết cái gì chứ? Văn Hương, có phải em biết gì rồi không? Em cho chị biết, em không được nói dối chị. Em không biết gì mà, em có thể biết gì chứ? Tớ thích nhất là ăn cua. Cua mùa thu, bốc ra một cái, bên trong toàn màu vàng, nhiều gạch như thế. Ăn vào miệng thật là ngon. Mình thích ăn nhất là thịt vịt. Miếng thịt ở đùi vịt, vừa ngậy vừa thơm. Mỗi bữa mình có thể ăn được hết một con vịt. Vịt dùng nước mặn không ổn, vịt đó không ngon. Mình thích ăn nhất là thịt kho tàu. Cắn một miếng thịt kho mới thật là thơm ngon làm sao. Ăn một miếng, ba ngày liền không quên được hương vị. Mình còn thích ăn cá sốc nữa. Đó mới gọi là thơm. Ngoài giòn trong mềm, vừa thơm vừa ngọt. Anh à, đừng cho họ nói nữa. Càng nói em càng thấy đói. Anh cũng đói, mình cũng đói, mình cũng đói. Mấy đứa bị sao thế? Sao mà khóc thế? Cháu đói. Đừng khóc nữa, mọi người đều đói mà, cố chịu chút đi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Cháu đói. Dân sinh dân quyền, ra ngoài giải cứu một chuyến. Chú tìm các cháu có chuyện đây. Đừng khóc nữa, đừng khóc, cố chịu chút đi. Mọi người đều đói mà, đi thôi. Chú Ngô, tìm bọn cháu có việc gì? Chú Ngô, hôm qua thấy mấy đứa ăn bữa tối chưa được no, nên lén cho hai đứa hai cái bánh nướng, mau ăn đi. Chú Ngô, chúng cháu không lấy được. Tại sao chứ? Chú Ngô, chúng cháu không cần, đừng nói dối dẫn nữa. Ăn mau đi, cầm lấy. Bảo cầm thì cầm đi, mau cầm lấy. Mau ăn đi, ăn xong thì hãy vào phòng. Đừng để các bạn khác nhìn thấy, nghe rõ chưa? Mau ăn đi. Anh à, bánh nướng này ăn được không? Là chú Ngô cho chúng ta, thì chúng ta ăn đi. Dân Quyền, có phải chúng ta nên để phần mẹ một ít không? Vậy không ăn cái này nữa, để phần mẹ đi. Mẹ, chúng con có cái bánh, mẹ ăn một chút đi. Hai đứa lấy đâu ra bánh thế? Là chú Ngô cho chúng con. Chúng con không nỡ ăn, nên để cho mẹ một ít. Mẹ ăn đi.
Nhưng hôm nay nhà bếp không có làm bánh. Chú Ngô nói là chú ấy lén lút cho bọn con, còn kéo bọn con ra khúc tường để bọn con ăn nữa, để không bị người khác phát hiện. Là chú Ngô cố ý nướng bánh cho hai đứa sao? Đúng ạ, chú ấy đối xử với chúng con rất tốt. Như vậy không tốt lắm. Con nhớ lấy, sau này chú Ngô có cho hai đứa đồ ngon gì đi chăng nữa thì cũng không được lấy. Con nhớ rồi. Được rồi, được rồi, ăn đi. Mẹ ăn một chút đi. Chúng con cố tình để phần mẹ. Mẹ ăn một chút đi. Tấm lòng của hai đứa mẹ nhận, mẹ không ăn đâu. Hai đứa ăn đi, ăn đi. Hai đứa ăn đi. Viện phó cao. Đây không phải viện phó cao sao? Anh hùng cứu tế trẻ em gặp nạn, Cao Tự Tôn. Anh Cao Tự Tôn tới từ Từ Châu cứu giúp trẻ em, không màng sống chết, chẳng màng bản thân, cứu được hơn 100 trẻ em. Hành động này nhận được sự tán dương của nhân sĩ khắp nơi, là một tấm gương cho chúng ta học tập. Anh Cao Tự Tôn này thật là xuất sắc. Tài giỏi, tài giỏi. Tôi thấy không có gì là xuất sắc cả. Cậu mới là người xuất sắc. Cậu đọc được hết những chữ ở trên đó. Đi ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Đi ăn cơm. Đang xem gì thế? Không có gì. Thẩm viện trưởng, em vào trong trước nhé. Chẳng có tí cơm nào cả, nguồn lực bị thiếu, thực phẩm có hạn. Mỗi người một miếng rau muối chua, ngày nào cũng ăn dưa muối. Có dưa muối ăn là tốt rồi, ăn đi nhé. Cơm này có thể ăn được không? Anh cũng nên ăn chút cơm đi chứ. Tôi cũng chẳng có nhiều. Cháo này loãng quá. Như vậy cũng không phải là cách. Phải mau tìm cách thôi. Anh Cao, anh lấy trước đi. Tôi giúp cô múc cháo mà. Cô sợ gì chứ? Văn Hương à, cô phải làm thế này. Múc sâu xuống dưới, rồi nhẹ nhàng nâng lên. Cô xem, đều là hạt gạo. Nào, không cần đâu ạ, anh cứ múc cho anh đi. Nào Quân Di, anh múc hơi nhiều, sang che một ít. Tôi nói chuyện này nhé. Lát nữa mọi người ăn xong, tới phòng của tôi để họp nhé. Vâng. Cuộc họp hôm nay có hai việc. Thứ nhất, do yêu cầu của công việc và biểu hiện xuất sắc của Phương Giám Minh trên đường di chuyển, tôi đề nghị khôi phục vị trí viện phó viện giáo dưỡng cho anh ấy. Không biết mọi người đồng ý hay không? Đồng ý. Được. Vỗ tay nhiệt liệt vậy cho thấy mọi người đều đồng ý. Được. Vậy tôi nói chuyện thứ hai. Chính là liên quan tới vấn đề kinh phí của viện giáo dưỡng chúng ta. Hôm qua chị Trương Kiều Vinh tham gia cuộc họp trên huyện, tin tức mà chúng ta nhận được không lạc quan chút nào. Tiếp theo chị Trương Kiều Vinh báo cáo chi tiết về tình hình cuộc họp. Trong cuộc họp cấp trên nói, tình hình kinh tế của chính phủ khó khăn, không có tiền phát cho viện giáo dưỡng của chúng ta nữa, chứ đừng nói là các khoản đầu tư khác. Chúng ta phải tự tìm cách giải quyết. Làm sao để giải quyết đây chứ? Vấn đề nghiêm trọng vẫn còn ở phía sau. Cấp trên báo cho tôi biết, nói là trưa hôm nay sẽ đưa 122 đứa trẻ nữa tới viện giáo dưỡng của chúng ta. 122 đứa trẻ. Chúng ta
chúng ta đang có hơn 180 đứa trẻ, lương thực gần như cạn rồi. Bây giờ thêm hơn 120 đứa nữa, với số tiền hiện có làm sao mà nuôi nổi đây chứ? Bây giờ một đồng một cắt cấp trên cũng không phát. Vậy tiếp sau đây chúng ta phải làm sao chứ viện trưởng Thẩm? Những vấn đề này đã khiến tôi phiền não bấy lâu nay, cho nên tôi nghĩ ra một cách, trong lúc cấp bách, cũng là cách duy nhất mà hiện giờ tôi có thể nghĩ tới. Không biết có nên nói hay không. Viện trưởng Thẩm, chị cứ nói đi. Nói ra có lẽ sẽ làm khó mọi người, nhưng tôi cho rằng tình hình khá là cấp bách, tất cả chúng ta phải cố gắng thôi mới có thể cứu được tất cả các sinh mạng. Tôi hy vọng mọi người có thể cùng tôi ra phố kêu gọi quyên góp. Như vậy không phải đi ăn xin sao? Mất mặt lắm. Đúng thế, chính là ăn xin. Sao lại bảo chúng ta đi ăn xin được chứ? Sự việc tới nước này, chúng ta không còn cách nào nữa. Mọi người thấy đó, mấy hôm nay chúng ta ăn những gì, chúng ta uống những gì, món cháo loãng đó có thể cứu được mấy người chứ? Nếu mọi người đã tới viện giáo dưỡng thì chẳng còn đường lui nữa rồi. Tôi hy vọng vào lúc này mọi người giống như tôi, cắn răng chịu đựng để vượt qua ải này. Mọi người thấy có được không? Được. Anh bảo này, chuyện của Phương Giám Minh xem không bàn trước với anh chứ. Em nói anh có đồng ý không? Anh Phương là một người tài. Bây giờ tình hình cấp bách, mọi người đều đói tới mức da bụng dính vào da lưng rồi, rất cần một người nhanh ta đứng ra để làm việc. Sao anh lại không đồng ý được chứ? Có phải em nghĩ anh rất là hẹp hòi hay không? Anh đúng là người theo chủ nghĩa thực dụng. Bây giờ mà không thực dụng là sẽ chết đói, em không biết sao. Cho nên anh mới đem tờ báo của anh dán ở ngoài đó, phải không? Đương nhiên rồi. Anh đang dùng sự thật để nói với mọi người là Cao Tự Tôn anh là người thế nào. Nói đi nói lại, em cảm thấy anh vẫn đang chột dạ. Thế này sao gọi là chột dạ được chứ? Đây là sự chính trực mà. Anh chính trực. Anh ngồi xuống đi. Có chuyện gì sao? Anh Phương tới rồi, nào nào, ngồi đi. Là thế này, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rồi bảo mọi người ra phố kêu gọi quyên góp, nhưng cuối cùng có thể quyên được bao nhiêu, có thể cầm cự được bao lâu thì không ai biết được. Chúng ta nên suy nghĩ một phương án khác để giải quyết tình hình khó khăn này. Anh thấy sao? Bây giờ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện nay chính là triệu tập toàn bộ người nhà của những nhà giàu có, để chính phủ thuyết phục bọn họ quyên góp cho chúng ta, cho chúng ta tiền, cho chúng ta lương thực. Chỉ có làm thế mới giải quyết được gốc rễ của viện giáo dưỡng. Nhưng chính phủ quan tâm chuyện này sao? Vậy thì phải đi thuyết phục thôi. Chờ anh thuyết phục họ xong thì lũ trẻ chẳng còn gì ăn nữa rồi. Có điều những gì anh vừa nói cũng nhắc nhở em. Anh nói xem chúng ta có thể trực tiếp đi tìm ông chủ Dương, xem thử ông ta có thể giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này không. Ai đi đây? Anh là không đi được rồi. Trong mắt ông ta, anh là lính đào ngũ. Anh Phương cũng không đi được. Anh ta đã mạo xưng là tham mưu đi bắt lính đào ngũ rồi. Câu này có anh có ý gì hả? Ý anh là chỉ có em đi được thôi chứ gì? Được. Em đi thì em đi. Em đi. Cô đi cũng chưa chắc làm được gì. Có làm được gì hay không, chúng ta cũng phải thử thôi. Anh cứ đưa tôi đi thử xem sao. Viện trưởng Thẩm, hơn 100 cô nhi đã tới rồi. Đi nào, đi xem xem. Lại hơn 100 đứa nhóc. Không phải là muốn lấy mạng chúng ta sao? Thầy Ngô, anh bảo mấy đứa nhỏ mới tới ổn định đi. Giờ tôi đi chuẩn bị đây.
Cô gái, cô họ Thẩm sao? Không đúng, cô không phải họ Thẩm. Cháu họ Thẩm thật mà, cháu không lừa ông. Cô họ Thẩm thật sao? Vậy cô không phải người Tứ Xuyên? Không phải, cháu là người Nam Kinh, sau đó tới làm việc ở Hán Khẩu. Vậy năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 30 tuổi rồi ạ. Vẫn còn trẻ. Cô còn trẻ như vậy, cô tới chỗ của tôi ở núi Đại Sơn của Trùng Khánh, quả là không dễ dàng. Công việc của viện giáo dưỡng vốn đã rất gian khổ, chúng cháu di chuyển nhiều lần rồi tới nơi này, nhưng ai ngờ lại gặp phải khó khăn lớn như thế. Cho nên mong Dương lão gia có thể giúp cho chút ít. Cháu vô cùng cảm kích. Được. Người đâu? Lão gia, đem người phụ nữ này nhốt lại cho ta. Rõ. Bỏ tôi ra, sao lại nhốt tôi? Có người muốn đầu của cô. Ai? Ai muốn đầu của tôi? Đưa xuống đi. Đi, buông tôi ra. Quản gia, lão gia, đi nói với nhị gia, người nó muốn, ta đã bắt được rồi. Vâng, thưa lão gia.